Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi những thông tin toàn cảnh trên kênh tin tức của chúng tôi. Nội dung chương trình sẽ cung cấp đến quý khán giả những góc nhìn toàn cảnh, những vấn đề nóng hổi dưới góc nhìn chuyên sâu, đa chiều đang giành được sự quan tâm lớn của dư luận. Dưới đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Châu Phi là vùng đất giàu tài nguyên thiên nhiên như dầu mỏ và các khoáng chất quan trọng, trở thành một nhà cung cấp tài nguyên chủ chốt cho nền kinh tế đang bùng nổ của Trung Quốc vào đầu những năm 2000. Sau khi Trung Quốc khởi xướng chính sách đi ra ngoài để thúc đẩy đầu tư ra nước ngoài. Nhận định về mối quan hệ giữa Trung Quốc và châu Phi, chuyên gia Park Wendin cho biết, mối quan hệ chính trị giữa châu Phi và Trung Quốc luôn rất quan trọng, đặc biệt là trong bối cảnh địa chính trị hiện nay. Tuy nhiên, mối quan hệ kinh tế cũng phát triển ngày càng mạnh mẽ trong những năm qua. Châu Phi không chỉ là nhà cung cấp tài nguyên đơn thuần cho Trung Quốc, mà còn là khu vực có tầm quan trọng chiến lược. Bà chỉ ra rằng việc nâng cấp quan hệ với châu Phi lên thành đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2015 cho thấy mong muốn của Bắc Kinh trong việc thắt chặt mối quan hệ với khu vực trên mọi lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế đến an ninh. Theo bà Park Wendin, tầm quan trọng về địa chính trị và chiến lược của châu Phi sẽ chỉ tăng lên, đặc biệt khi Trung Quốc phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng từ phương Tây và các cường quốc khác đang tìm cách tăng cường quan hệ với khu vực. Đồng thời, Trung Quốc cũng nhận thức được tầm ảnh hưởng của châu Phi trong các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc và nước này cần đảm bảo nhận được sự ủng hộ của cử tri châu Phi khi cần thiết. Vị chuyên gia nhận định, Trung Quốc sẽ muốn duy trì và củng cố mối quan hệ ở khu vực, đồng thời thể hiện rằng họ thực sự coi trọng quan hệ với châu Phi. Việc ưu tiên khu vực này với chuyến thăm đầu tiên trong năm cho người dân châu Phi cho thấy rằng Trung Quốc vô cùng coi trọng mối quan hệ với khu vực này. Đồng quan điểm, Phó giáo sư Ben Abdallah, tác giả cuốn sách Định hình tương lai của quyền lực, sản xuất tri thức và xây dựng mạng lưới trong quan hệ Trung Quốc-Châu Phi cho rằng Trung Quốc cần hỗ trợ ngoại giao trên trường quốc tế khi bắt đầu truyền thống thu hút châu Phi vào năm 1991. Vào thời điểm đó, Trung Quốc cũng cần thị trường cho hàng hóa và nguyên liệu thô cho năng lực sản xuất của mình. Theo bà Ben Abdallah, mặc dù mức độ nhu cầu của Trung Quốc có thể thay đổi một chút, nhưng khó có khả năng Bắc Kinh sẽ rời bỏ châu Phi, đặc biệt là trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị gay gắt với Mỹ và châu Âu về ảnh hưởng ở khu vực này. Nhận định về tương lai của mối quan hệ, bà Ben Abdallah cho rằng truyền thống này sẽ không sớm kết thúc bởi vì Trung Quốc nhận ra rằng mối quan hệ này được các nước châu Phi đánh giá rất cao. Do đó, những chuyến thăm như vậy là một tài sản ngoại giao quan trọng trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc tại châu Phi. Trong suốt hơn 3 thập kỷ qua, châu Phi luôn là điểm dừng chân hàng đầu của các ngoại trưởng Trung Quốc cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên mỗi năm. Vì đâu mà quốc gia châu Á này lại có sự ưu ái với châu Phi đến vậy? Khi cựu Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc tiền kỳ thăm Ethiopia, Uganda, Kenya và Tanzania vào tháng 1 năm 1991, ông đã khởi động cho điều mà truyền thông nhà nước Trung Quốc gọi là xu hướng không thể ngăn cản. Từ đó đến nay, các đời ngoại trưởng Trung Quốc luôn chọn những quốc gia châu Phi làm điểm dừng chân đầu tiên cho chuyến công du nước ngoài mỗi năm. Từ ông Đường Gia Triển đến các ông Lý Triệu Tinh, Dương Khiết Trì và Tần Cương. Các nhà quan sát cho rằng việc duy trì truyền thống kéo dài hàng thập kỷ này là một chiến lược ngoại giao và là cách Trung Quốc thể hiện rằng châu Phi luôn đứng đầu trong chương trình nghị sự ngoại giao của mình. Truyền thống này có khả năng sẽ tiếp tục được duy trì trong nhiều năm tới, nhưng sự tham gia của Trung Quốc với lục địa đen không ngừng thay đổi. Các nhà phân tích cho rằng thay vì tập trung chủ yếu vào thương mại như trước đây, trọng tâm của Bắc Kinh đã chuyển sang nỗ lực mở rộng ảnh hưởng trên toàn khu vực. Và từ chuyến thăm khu vực gần đây của ông Vương Nghị, có vẻ như sự nhất quán của Trung Quốc đang được đền đáp. Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry bày tỏ rất vui mừng khi đất nước của ông là chặng đầu tiên trong chuyến công du châu Phi của phái đoàn Trung Quốc. Một động thái mà ông cho rằng thể hiện tình hữu nghị vững chắc và sâu sắc giữa hai nước. Tại Togo, Ngoại trưởng Robert Dassey cho biết chuyến đi của ông Vương có ý nghĩa đặc biệt và quốc gia Tây Phi này đánh giá cao truyền thống cử ngoại trưởng tới thăm châu Phi vào đầu mỗi năm của Bắc Kinh. Theo Alessandro Arduino, giảng viên tại Học viện Law Trung Quốc thuộc Đại học King College London của Vương quốc Anh, châu Phi đã và vẫn đang là ưu tiên hàng đầu của Trung Quốc. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng tương tác của Trung Quốc với lục địa này trước đây có trọng tâm về ý thức hệ hơn. Giờ đây, cách tiếp cận của Trung Quốc là một sự pha trộn chiến lược giữa thực dụng địa kinh tế và tham vọng mở rộng ảnh hưởng ở Nam Bán Cầu. Vị giảng viên này cho rằng, trong thập kỷ qua, Trung Quốc đã hành động chiến lược để định vị mình không chỉ là một cường quốc kinh tế mà còn là một bên tham gia an ninh trong khu vực, thể hiện rõ qua việc tăng cường đào tạo lực lượng quân sự và cảnh sát cho nhiều quốc gia châu Phi, tham gia các phái đoàn gìn giữ hòa bình và chuyển giao trang thiết bị an ninh. Được biết, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của châu Phi trong hơn một thập kỷ, với dữ liệu hải quan năm 2023 cho thấy tổng thương mại đạt 282 tỷ đô la Mỹ. Nền kinh tế thứ hai thế giới đã chi trả cho các dự án lớn ở châu Phi, với hầu hết các nước trong khu vực đều tham gia vào sáng kiến vành đai và con đường.
Về mặt an ninh, Trung Quốc ngày càng tham gia nhiều hơn vào các nỗ lực gìn giữ hòa bình, chống khủng bố, chống cướp biển và các biện pháp khác nhờ đầu tư rộng rãi vào khu vực. Ngoài ra, nước này cũng tìm cách mở rộng dấu ấn quân sự của mình. Năm 2017, Trung Quốc mở căn cứ hải quân nước ngoài đầu tiên ở Djibouti và tiến hành các cuộc tập trận với nhiều quốc gia châu Phi kể từ đó. Mandira Bakwandin, giảng viên khoa học chính trị tại Đại học Stellenbosch của Nam Phi, cho biết mối quan hệ của Trung Quốc với lục địa này đã phát triển thành một mối quan hệ đa dạng và năng động kể từ năm 1991, khi cựu ngoại trưởng Tiền Kỳ Tham khởi động truyền thống hàng năm. Không cần phải là một nhà quan sát quốc tế, bất cứ ai cũng có thể dễ dàng nhận thấy loạt chuyến công du tới các nước châu Phi luôn được diễn ra liên tục bởi các cường quốc. Một lần nữa khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của lục địa đen trong chính sách đối ngoại hàng đầu của các quốc gia. Khoảng 3 thập kỷ kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc, trật tự thế giới đang trải qua quá trình chuyển đổi. Trọng tâm của nó là thách thức đặt ra đối với sự chi phối của Mỹ. Quá trình này chủ yếu được dẫn dắt bởi Nga và Trung Quốc, những nước không hài lòng với ảnh hưởng lớn của Washington trên phạm vi toàn cầu. Lục địa châu Phi rõ ràng là một miền đất hứa để các cường quốc cạnh tranh quyền lực khi quá trình tái cơ cấu trật tự thế giới diễn ra. Có ít nhất 4 lý do cho cuộc đua tới miền đất này. Thứ nhất, châu Phi là khối khu vực lớn nhất tại Liên Hợp Quốc, chiếm khoảng 28% tổng số phiếu bầu trong Đại hội đồng. Thứ hai, châu Phi sở hữu một số khoáng chất thô quan trọng chỉ có thể tìm thấy ở lục địa này. Thứ ba, châu Phi sở hữu một số tuyến đường thương mại đường biển quan trọng, đặc biệt là ở Đông Phi. Lý do thứ tư, lục địa này là nơi có dân số trẻ tăng trưởng nhanh nhất và sẽ chiếm khoảng 42% thanh niên thế giới vào năm 2030. Giữa vòng xoáy cạnh tranh ảnh hưởng của các nước lớn, châu Phi cũng đứng trước sức ép sẽ phải chọn phe. Nhìn vào mối quan hệ thương mại giữa lục địa này với các cường quốc trên thế giới, lựa chọn tốt nhất không phải là chọn bên. Tiếng nói của châu Phi tại các diễn đàn toàn cầu ngày càng có ý nghĩa quan trọng. 54 quốc gia châu Phi cũng chính là 54 lá phiếu tại Liên Hợp Quốc, tương đương tới 28% số phiếu tại tổ chức quốc tế lớn nhất thế giới này. Trong Liên Hợp Quốc, việc có một nhóm lớn đứng về phía mình sẽ giúp ích rất nhiều cho các quốc gia khi thông qua hoặc hủy bỏ các nghị quyết. Với việc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang bế tắc vì 5 thành viên thường trực là Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh và Mỹ có quyền phủ quyết, đã có sự chuyển hướng sang Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, hoạt động theo cơ chế một thành viên, một phiếu bầu. Phiếu bầu của Đại hội đồng chủ yếu mang tính biểu tượng, nhưng đó là dấu hiệu hữu ích cho biết quan điểm của cộng đồng quốc tế là vũ khí đạo đức mạnh mẽ đối với bất kỳ cường quốc nào. Ngoài ra, theo thông lệ, châu Phi có 3 trong số 15 ghế không thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Một điểm thu hút quan trọng khác của châu Phi là sự giàu có về tài nguyên. Điều này càng trở nên rõ ràng và có tầm quan trọng đặc biệt trong việc thúc đẩy các nguồn năng lượng thay thế, cả tái tạo và không tái tạo. Trữ lượng dầu mỏ của Algeria, Angola và Nigeria sẽ càng trở nên quan trọng khi các quốc gia tìm cách đa dạng hóa nguồn cung khí đốt tự nhiên ngoài Nga, và rộng hơn là từ nhiên liệu hóa thạch. Tiếp đó là các tuyến đường thương mại. Tuyến đường Biển Đỏ chạy qua phía đông bắc châu Phi và nối liền với Ấn Độ Dương, chiếm 10% thương mại toàn cầu hàng năm. Tuyến đường Biển Đỏ đi qua các quốc gia như Eritrea và Somalia. Nga đang tích cực tạo ảnh hưởng tại cả hai quốc gia này. Trung Quốc đã đánh dấu tuyến đường này thông qua sáng kiến con đường tơ lụa trên biển. Mục đích của sáng kiến này là tăng cường cơ sở hạ tầng cảng giữa các quốc gia có bờ biển Ấn Độ Dương. Cuối cùng, châu Phi là nơi có dân số trẻ tăng nhanh nhất. Điều này sẽ rất quan trọng trong việc tìm kiếm thị trường trong tương lai, đặc biệt là trong các lĩnh vực như công nghệ và giáo dục. Mỹ và châu Âu cũng mong muốn khai thác năng lực con người ở châu Phi khi dân số của họ đang già đi trên mức trung bình toàn cầu. Ngoài ra, với tiềm năng, lợi thế trên nhiều lĩnh vực, châu Phi là nơi diễn ra sự cạnh tranh ảnh hưởng quyết liệt giữa các cường quốc trong thế kỷ 21. Điều đó được thể hiện rõ trong sự điều chỉnh chiến lược của các nước những năm gần đây. Hiện nay, các nước lớn đang lấy kinh tế làm mũi nhọn trong triển khai chiến lược cạnh tranh ảnh hưởng tại châu Phi. Theo đó, Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của lục địa châu Phi. Mặc dù sức mạnh tổng hợp của khối thương mại của Liên minh châu Âu gồm 27 thành viên vẫn dẫn đầu, Nga theo đuổi một chiến lược khác. Khi mà thương mại của nước này với châu Phi vẫn ở mức tối thiểu, xuất khẩu và nhập khẩu đạt khoảng 18 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021. Moscow đang tìm cách trở thành một đối tác an ninh dựa trên mối quan hệ lịch sử giữa lục địa này với Liên Xô. Trước sự gia tăng ảnh hưởng của Nga, Trung Quốc tại châu Phi, Mỹ cũng nỗ lực tìm lại vị thế tại khu vực này. Công cụ chính của Washington để phát triển thương mại ở châu Phi là đạo luật cơ hội và tăng trưởng châu Phi. Khuôn khổ này là một đòn bẩy. Từ năm 2021, Mỹ đã ký kết hơn 800 thỏa thuận thương mại đầu tư với 47 quốc gia châu Phi với tổng giá trị hơn 18 tỷ đô la Mỹ. Có thể thấy trong cuộc cạnh tranh chiến lược toàn cầu hiện nay, châu Phi đang ngày càng chứng tỏ là khu vực quan trọng trong cán cân quyền lực toàn cầu.
Cuộc cạnh tranh chiến lược đem lại cơ hội phát triển nhưng cũng tạo ra nhiều thách thức, trong đó có cả bài toán chọn bên. Trong trật tự đa cực sắp tới, châu Phi không có lý do gì để chọn bên. Tất cả các lựa chọn đều có thể đem ra thảo luận. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị đừng quên nhấn nút subscribe kênh để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi được cập nhật liên tục theo thời gian thực. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.